chào chị, chào Nam. Xin chào cả nhà yêu. Chào cả nhà yêu. Xin chào các bạn yêu. Xin chào Bình Nam. Xin chào Ninh Nam. Hôm nay ăn gì đây? Hôm nay ăn khuôn má sờ quá cô chú ơi. Khuôn má ăn ăn chát cô chú ơi. Con buồn khuôn má cô. Ồ, đó hả? Khuôn má ăn nè. Không chát cô chú ơi. Khuôn má ăn không chết. Cả nhà ơi, xin chào cả nhà yêu. Xin chào các nhà yêu, xin chào các bạn yêu. Hôm nay gia đình mình ăn món lạ mới độc quyền luôn. Món lẩu gà, lẩu corona. Ba cho corona đây ba. Corona chứ. Cái này chứ mẹ. Khoan khoan chú có chích, ăn gà trước đi. Đó, cái này là thịt bò bằm, bằm rồi cái làm corona. Cái cục corona đó. Thì giờ để mình bỏ xuống, với lại là mình hầm con gà mọi người. Hầm xong rồi mình mới cho vào đây. Đó, bây giờ để nhúng vô cho nó chết nha. Tiêu diệt đó. Có em bé rồi nè. Cái này của Bi nè. Hầm thai. Nhúng vô đây cho nó chết nè. Chết rồi mình chín rồi mình mới ăn được. Nè. Bây giờ là mình ăn ăn thịt gà trước nha. Mẹ ơi, con bụt có cô mẹ. Ủa cắn hả? Dạ. Đứa gái con để hồi mẹ xếp thuốc cho, để gái nó làm thẹo nữa. Apa tao buồn. Em bị corona. Apa tao buồn khi mình lúc xưa cho kìa. Thích cưng quá à, nhìn thích cưng quá. Cái cực nhỏ nhỏ này. Như tao đặt phải là chút kia. Bây giờ để mẹ cho ăn đùa nha. Nha. Để cho ba ăn cánh đi. Cái gà này là mình đã hầm rồi, mình mới đem qua đây mọi người. Đó, hầm cho mềm, tại ba Bi thích ăn mềm. Đó. Cảm ơn nha. Giờ tới cho Bi nè. Bi ăn nguyên cái đùi bự quá ha. Dạ, con cầm tay mẹ. Con không cầm được hả? Dạ. Nè, yeah. Con thích cầm hay là không thích cầm? Không thích cầm. Không thích cầm ha. Vậy mình cho ăn thịt khác. Cô là thầy. Hân thả. Hân thả. Hạ bà tốt hết rồi. Này, thịt nè. Đó. Hầm cho nó mềm, thật là mềm luôn nè cô chú. Để cho Barbie ăn dễ, tại thích ăn mềm. Thì hàng thích ăn mềm, không có thích ăn dai dai. Còn mình thì thích ăn cứng cứng dai dai. Đó. Ồ. Cho Barbie ăn da. Barbie thích ăn da. Ăn thịt luôn mà. Ừ, đó. Cái lẩu này mình hầm rồi cái rau là rau cải rồi rau cần, cái này là nấm đó, cái nấm kim châm nữa, bỏ chút nhận chút muối có tiến bộ rõ rệt. Cái chảo này giống như nó cũng hơi vừa nóng nóng thôi, mình ăn từ từ được. Ngon hả? Ngon quá. Rồi, quất cái đùi luôn. Ăn chưa? Ngon. Thơm. Mấy hôm nay ăn đùi coi mà. Tôi sợ hơi nóng. Ăn cùng mình cả nhà ơi. Ăn cùng cả nhà ơi. Sao nhanh nhỉ? Bây nãy chưa mời cô chú kìa. Wow. Ăn cô cùng mình rồi. Ăn cùng con cô chú ơi. Ăn con cùng cô chú ơi. Ngon quá. Giống như muối tiêu chanh. Tại vì ăn lẩu mà chấm muối tiêu chanh thì nó không hợp. Nhưng mà tại vì mình thích chấm gà với muối tiêu chanh. Ngon quá. Ngon. Ngon. Có bà nam tơ. Ở nhà lâu quá rồi bị ảnh hưởng. Cái đem ra nấu luôn, nấu món này luôn, mình ra ý tưởng. Chín rồi mẹ. Chín rồi, cái khô to em bé nãy đâu rồi. Không. Ăn cái bự đi.
Thịt bò. Cuna xíu. Xíu. Cuna xíu. Ôi, nó gì vậy? Nó không giữ chơi. Cuna xíu nó. Thịt bò chín tới là ăn được, ăn được. Mèo khuyên này nó ngót kìa. Khuyên nào qua mẹ. Ừ, rồi mẹ thổi rồi đó. Không phải ăn mà. Ừ, qua đi, qua đi. Mẹ đang ăn thịt gà đó. Ừ. Nam bị tơ. Không. Nam, ông má bị tơ. Có tin mẹ. Con tin mẹ. Ừ. Tin mẹ phải không? Tin ba. Tin ba. Tin ba. Wow. Ba thức con. Hả? Ba thức con. Ba thức em. Ba thích em là gì trời? Không thích. Em ăn chưa rồi. Tại vì mình lần đầu tiên nấu cái món thử món không vậy. Này. Sao vậy? Không thích nè. Ôi nhai. Ừ. Vậy ăn cái đó đi. Lần đầu tiên nấu á. Không tin tưởng. Con nha cho đi. Ừ. Ăn có thịt có da mới được. Không ăn da ngoài được không? Nãy chuẩn bị nấu, Baby nói là không tin tưởng, chắc thất bại quá. Người ta mới nấu mà nói vậy, mai là không có hương. Thành công mỹ mãn. Nè 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 nè. Vô vô vô. Ồ, cảm ơn em nha. Đó. Trời đất ơi. Ồ, nè cho ba, cho ba. Cảm ơn. Ba thì thích ăn ăn da. À ăn à, ăn. Ăn cánh, con thì thích ăn da. Nè nè biết nè biết. Con ăn thịt đi con, ăn da nhiều không được. Ngon. 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 Ừ. Ngon quá ngon. Mẹ ơi. Ơi. Ngon quá mẹ. Hỏi ba, còn hỏi ba ngon không? Ba. Ừ. Mẹ sớt. Ừ. Ta thường mẹ xin bảo ba xin đông. Ừ. Ông mẹ bị tết. Ừ. Và bốn năm số năm số ba cho năm nhà mẹ năm trái là nhà mẹ. Ừ, cho nhiều quá hả? Dạ. Ừ, ăn hết để papa đi có mang một cái để mẹ. Ừ, cho nên thấy cái mâm cỡ. Ừ, cảm ơn. Chúng bà nó sao hả? Cái chỗ này thì ăn gì đó, bị khoe của chú ăn quýt còn chút xíu của chú ơi. Cô na cô na cô ra nè. Tắt. Ừ, tắt cho này cái má của chú ơi, má chú này, cái này mẹ ai nè. Ăn này mà đổ mồ hôi luôn á. Đặc biệt ăn lẩu ăn gì mà mình thích ăn rau. Thích ăn da hơn ăn thịt. Thích ăn da với ăn nước. Chán thịt. Ừ. Thèm ăn mẹ. Thèm ăn không? Cái này xương. Không, không sao đâu mẹ. Ừ, cái này xương, không ăn được. Mẹ kiếm cho con cái da nha. Không.
Ăn không? Ăn da không? Không có mà. Nè, da không có. Mua khai miệng. Ừ nè, ăn như thôi. Ăn nhiều quá da không đẹp. Ngộ Bi lại thích ăn da. Ồ, đã ăn corona này cái. Hay à? Mình chỉ nó không hết mà ăn luôn. Bà, chị tục này xóa. Ừ, corona. Corona. Cô cho em con corona ca nhé. Đẩy vậy hả? Dạ. Làm như cái thời gian mà mình ở nhà nấu đồ ăn giết rồi lên tay. Mà phát hiện cũng mập ra luôn. Tại không có vận động á, ăn ở nhà, ăn ở nhà. Cảm ơn hả mẹ. Qua cái mùa dịch này mình mập lên á Bi. Mẹ cảm ơn mẹ mẹ. Không có chảy máu. Qua cái mùa dịch này mình mập lên á. Tại Bi ăn rồi đi ngủ á. Nha. Yeah. Ừ. Sao có xương nhiều vậy? Xương hả? Thật á. Đây là cái hộp. Mẹ ơi. Cái hộp nó xương. Cái hộp sao nhiều vậy? Ừ, thôi nè. Ừ, cái trái tắc này nó có nhiều hộp. Chú Quýt ở Hàn Quốc không có hộp mọi người. Mà có cái trái tắc này, nó có nhiều hộp à. Ba sao Kuna ăn nhiều vậy ba? Kuna vậy mà nhìn mọi người nhạc. Tiêu diệt nó biết. Ngon á. À, bao quá. Maisso. Maisso nè. Ô, Eki nè. Đi ăn nha. Em bé. Đi ăn đi, Eki nè. Em bé hả? Ừ. Em bé. Còn nguyên cái đùi ngon mà không chịu ăn. Cái đùi bự nè. Này có thảm không có? Đúng rồi. Làm ăn ăn được cơ. Nè, ăn nha. Không. Nguyên cái đùi ngon vậy sao không chịu ăn? Không biết ăn rồi, ba Bi không biết ăn rồi. Rồi bỏ mì vô nữa chứ. Cái này bỏ mì vô cũng được, mọi người cũng hợp chứ. Tại vì cái này là lẩu bình thường, không phải là lẩu chua, lẩu bình thường. Khi bằng lẩu ngọt. Con mì thèm mì. Con thèm mì nữa, mệt quá. Úi cha. Nghiệp quật. Hai cha con giống nhau quá à, thích ăn mì. Không phải con nói bụng nữa. Con nói bụng nữa hả? Dạ con Hành Anh nó còn nói bụng nữa. Trời đó, đang ăn mà nó đói bụng nữa, xạo xạo mày. Con ăn này. Vậy để ăn này xong đi rồi mẹ nấu mì cho ăn nha. Con này đi. Đi hỏi ba ăn xong chưa, mẹ nấu mì cho ăn nè. À, ba thử một xíu. Ừ. Thử nữa. Không. Anh chỉ cố chút khéo. Ừ. Cái đó mẹ giảm ăn một cái. Vậy sợ gia đình rồi ăn mì. Rồi gì? Nè, trà của chú xong mẹ nấu mì cho con ăn nha. Xin chào mẹ nhiều. Nè. Trời. Nè, xin chào cô chú xong đi rồi mẹ nấu mì cho ăn nè. Chào tạm biệt cô chú đi. Xin chào tạm biệt cô chú, bye bye tiếp theo. Nè, bye bye. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi, đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nha. Bye bye. Cô chú ơi, ăn mì nha, con xin lỗi cô chú. Quay clip ngày mai nhiều nha cô chú. Nó quá cô chú. Bye bye. Bye bye.